Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Ngày hôm nay như thường lệ, chúng ta cùng nhau đánh giá, phân tích về thị trường cũng như đi qua về một số những cái mã cổ phiếu nhằm giúp anh chị mình có thêm góc nhìn về thị trường để có thể đầu tư tốt hơn. Anh chị nào xem video nó thấy hay có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ. Nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong đơn khách hàng thì có thể là kết bạn Zalo với em, hay là anh chị điền cái thông tin vào cái đường link form ở bên dưới, ở dưới có một cái form Google, thì sau khi anh chị điền vào sẽ có một bạn hỗ trợ chị mình để vào đơn khách hàng của em. Thì rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video và ủng hộ kênh. Chúc anh chị có một buổi tối tốt lành. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về thị trường trong phiên dịch ngày hôm nay. VN-Index ngày mai đóng cửa mức là 1239,96, tương đương với mức tăng là 0,32%. Có thể nói phiên ngày hôm nay là một phiên có sự biến động tương đối là lớn, khi mà đầu phiên ngay lập tức đã chịu một cái áp lực bán. Áp lực bán này chủ yếu đến từ lượng nhà đầu tư đã mua vào cái phiên bùng nổ ngày hôm 1 tháng 4. Tức là một cái lượng gọi là cái phiên test hàng T cộng ấy. Phiên test hàng T cộng tương đối là tốt, tức là cái lượng cung bán ra ở đầu phiên đã được hấp thụ lại bởi một cái lượng cầu. Nhưng mà nhìn chung thì nếu chị để ý thì trong những cái phiên gần đây thì đặc biệt là giai đoạn đầu phiên thị trường nó xuất hiện một cái sự là gì, một cái sự hưng phấn tương đối. Khi mà đa phần các nhà đầu tư bây giờ người ta đang lo lắng là nhiều anh chị nhà đầu tư bây giờ chưa có cổ phiếu, chưa có hàng, thì anh chị đang sốt ruột là không biết mua cổ phiếu nào, thì cái trạng thái đó sẽ khiến cho anh chị mình rất là dễ dàng bị một cái tâm lý gọi là FOMO. FOMO đơn giản là một cái hiện tượng mà gì, họ tạo cho anh chị nhà đầu tư cảm giác là anh chị đang bị mất hàng, hay là anh chị bị tiếc nuối. Anh chị không có được cơ hội để chị đầu tư, hay là anh chị gì, cổ phiếu anh chị không tăng mà những cổ phiếu khác đã tăng. Thì nhiều anh chị bị mắc cái trạng thái này thì dẫn đến một cái hệ lụy là gì, anh chị mua bán không có gì, không có kế hoạch, và anh chị mua bán liên tục. Ví dụ một trường hợp là anh chị đang nắm một cổ phiếu, nhưng mà trong cái quá trình mà thị trường nó vượt 1.200 điểm, cổ phiếu anh chị nó cứ mãi lình xình như thế. Em xét là bây giờ cứ ví von là cổ phiếu này cơ bản tốt đi ha, cái nền tảng cơ bản tốt đi, kỹ thuật cũng ok đi, nhưng mà nó cứ lình xình mãi như thế, nó không chạy. Anh chị bắt đầu gì? Chúng ta bắt đầu là sốt ruột, chúng ta bán cổ phiếu ra, chúng ta tham gia vào một cổ phiếu khác đang có mức tăng tốt hơn. Nhưng mà trong thực tế thì như thế nào? Rất là nhiều những tình huống khi mà chị bán cổ phiếu này xong thì cổ phiếu kia lại vừa tăng xong thì lại chỉnh, tức là cơ hội mà ai cũng nhìn thấy rõ ràng thì thông thường nó không còn là cơ hội tốt nữa. Nên chị phải lưu ý cho em giai đoạn này hạn chế cái việc mua bán lung tung. Đó là một trong những cái mà em luôn nhắc nhở như anh chị xem video, đặc biệt là cái quá trình mà anh chị cơ cấu danh mục. Bây giờ để ý ha. Cái quá trình đi lên của thị trường bắt đầu trong những phiên gần đây á, mặc dù là có những cái sự tăng điểm về cuối phiên, ngày hôm nay thì bị ngãn lệnh tôi nói sớm vào buổi sáng thôi, nhưng mà chị thấy là rõ ràng cái khối lượng ở đây bắt đầu gia tăng, khối lượng bắt đầu gia tăng, nhưng mà giá cổ phiếu cũng như là giá của cái chỉ số thị trường nó không tăng quá nhiều nữa, bắt đầu duy trì được cái vùng sideways của nó, đi ngang của nó, thì rõ ràng thấy một điều là gì, các cái cổ phiếu này đang chịu một cái áp lực bán tương đối lớn. Tức là khi mà khối lượng tăng nhưng mà giá không tăng thì cho thấy là khối lượng tăng có nghĩa là nhiều người mua và nhiều người bán. Một giao dịch chỉ được xảy ra khi có một người mua và một người bán và họ thỏa thuận với nhau tại một mức giá. Khi mà có nhiều người mua và có nhiều người bán nhưng mà chị thấy là cái giá không tăng lên được, tức là gì? Lực cung hiện tại đang kiểm soát lực cầu trong ngắn hạn. Điều này khiến cho nhiều mã cổ phiếu ở giai đoạn này chị thấy là nó có một cái áp lực chốt lại. Thì cái điều đó cũng không quá tốt trong những cái bối cảnh mà nếu mà thị trường đã tăng quá nóng. Có thể nói là thị trường VN-Index hiện tại cũng đã tăng rõ tầm gần 100 điểm trong thời gian vừa qua, trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Thì hoàn toàn có thể là khi mà cái đà hưng phấn, khi mà tâm lý của chị nhà đầu tư chúng ta đang rơi vào trạng thái hưng phấn, chứ mà bị FOMO. Ngày hôm nay em thấy là nhiều room cũng bắt đầu cho mua vào rất là nhiều cổ phiếu rồi. Thì đó là một trong những cái đặc điểm mà chúng ta cần lưu ý. Vì bản chất khi mà tất cả những nhà đầu tư đều lao vào thị trường, đều lao vào mua, thì khi đó thị trường rất dễ xảy ra những nhịp điều chỉnh, đặc biệt là với các cái mã cổ phiếu tăng nóng liên tục mở gap trong thời gian vừa qua. Nên đó là một trong những trạng thái đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý trong phiên ngày hôm nay. Còn nhìn chung, thứ nhất chúng ta xét về tổng quan thị trường đi. Tổng quan thị trường hiện tại vẫn đang trong một xu hướng tăng và thị trường không còn kháng cự ở phía trên nữa. Kháng cự ngắn hạn hiện tại thị trường là cái vùng giá cao nhất ngày hôm trước là 1.245 điểm. 1.245 điểm. Nếu chị nào xem về Fibonacci mở rộng thì rõ ràng hiện tại thị trường đang nằm trong một con sóng 5 của sóng Elliott. Thì con sóng 5 này cái kháng cự ngắn hạn của nó là cái vùng Fibonacci 61.8%, là tương đương với mức là tầm 1.265 điểm. Thì có thể là thị trường sẽ hướng về cái mốc đó, hoặc là gần mốc đó, và sẽ chịu một cái áp lực bán nhất định. Nhưng mà hiện tại thì khi mà diễn biến thị trường thế này, khi mà khối lượng gia tăng nhưng mà giá thị trường chưa tăng được, chỉ số thị trường chưa tăng được, đó là một biểu hiện cho thấy lực cung đang bắt đầu gia tăng dần ở những cái vùng giá cao. Và chúng ta đã nhấn mạnh là cái động lực ngắn hạn của thị trường chính là cái báo cáo tài chính quý 1 với các cái mã cổ phiếu tập trung là nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán, một số những cổ phiếu khác ở các cái nhóm, ví dụ như là nhóm thép, nhóm xây dựng. Đó là những cổ phiếu được hưởng lợi trong ngắn hạn, bởi vì sao? Bởi cái kết quả kinh doanh của nó được kỳ vọng sẽ tích cực, và thực tế là tích cực. Đơn giản bởi vì nhóm tài chính thứ nhất được hưởng lợi rất là nhiều đến từ các chính sách của chính phủ,
trong thời gian vừa qua khi mà chính phủ đang muốn thúc đẩy thị trường tài chính phát triển trong năm nay. Khi mà thị trường chứng khoán tăng lên, tăng rất là tốt, thì các công ty chứng khoán cũng sẽ tốt. Cái này mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Thì đó là lý do vì sao mà trong ngắn hạn chị thấy dòng tiền nó tập trung rất là nhiều vào các cái mã cổ phiếu. Đó. Một cái điều thứ hai chúng ta cần lưu ý, đó chính là gần đây rất là nhiều cổ phiếu điều tiết đã luân phiên tăng điểm để làm gì? Để giữ chỉ số, để điều tiết chỉ số. Nếu mà chị để ý thì mình nói rồi, video ngày hôm qua mình cũng nói rất là kỹ rồi. Đầu tiên là ai? Đầu tiên là chúng ta có VIX. VIX là mã cổ phiếu tiên phong sau khi mà VIX nó bứt phá khỏi được cái vùng kháng cự, chị thấy. Đây, cái mẫu hình đó là mô hình tam giác đối xứng. Với mô hình tam giác đối xứng thì giá cổ phiếu nó sẽ neo dần, biến động hẹp dần về cái vùng binh, cái vùng đỉnh tam giác này. Thì sau khi mà nó xác nhận một candle break cao với khối lượng cao, cái quá trình vận động ở đây tương đối là hẹp, cái biên độ tương đối là hẹp với khối lượng thấp, thì nó có một phiên candle xác nhận dòng tiền thông minh tham gia vào và sau đó cổ phiếu đi lên. Giá VIX đi lên tăng và tăng rất là nhanh trong một thời gian ngắn thôi. Chỉ trong khoảng từ ngày 25 tháng 3 thì hiện tại VIX cũng đã tăng rồi, đâu đó cái mức tăng là gì? Nó gây một cái tác động rất lớn với chỉ số thị trường. VIX đã tăng là tầm 18%, 18%. 18% của cổ phiếu này tương đương với 18 điểm của VN-Index, thậm chí là hơn. Tức là rõ ràng một mình VIX thôi đã là một trong những chỉ số nó điều tiết lên cái chỉ số VN-Index rất là nhiều rồi. Rõ ràng trong thời gian vừa qua rất là nhiều cổ phiếu dạng như thế, rất là nhiều cổ phiếu điều tiết đã bắt đầu là gì? Có cái động lực tăng giá. Và bản chất là những cổ phiếu này thì nhà tư cá nhân không nắm nhiều đâu, tại là họ nắm thôi, tại là thị trường họ nắm rất là nhiều và hầu như là họ nắm hoàn toàn, họ kiểm soát hoàn toàn cái lực cung các cổ phiếu này, vì các cổ phiếu này có vai trò rất là lớn trong việc điều tiết thị trường, trong việc tạo ra những nhịp tăng giảm đang xen trong phiên để các nhà đầu tư cá nhân, để tạo là thị trường họ gì, họ thao túng phái sinh, thì họ thao túng phái sinh thì họ tìm kiếm lợi nhuận từ phái sinh là một phần nè, và sau đó họ lại hết chuyên từ phía cơ sở nữa, họ arbitrage, họ rất là nhiều những nghiệp vụ, ví dụ họ bán cơ sở ra, họ có cái lượng hàng lớn cơ sở, họ chỉ cần bán VIX thôi, sau đó họ short phát sinh xuống thì họ cover là cái lượng hàng cơ sở mình, thì họ ăn trên lệch ngắn một phần là cái thứ nhất. Cái thứ hai tức là gì, họ long lại phát sinh thì họ cover cái lệnh short đó. Tức là liên tục ở những giai đoạn gần đây, chị thấy là buổi chiều ngày hôm nay nè, VN-Index chị thấy là nó tăng giảm đang xen, cứ tăng rồi là giảm, cứ tăng rồi là giảm liên tục như thế, thì đó là một trạng thái cho thấy là họ điều tiết để họ có thể ăn trên lệch giá từ phát sinh. Nên đó là một cái mà khi mà chúng ta theo dõi thị trường thì các cái mã cổ phiếu này nó cũng mang một tính chất là gì, xem là tạo lập thị trường họ đang muốn tăng chỉ số hay không. Cái giai đoạn trước khi mà em nói với chị về vấn đề là VIX vẫn đang giữ giá thế này, và đặc biệt á, là các cái mã cổ phiếu đều đang ở vùng hỗ trợ cứng của nó, thì cái việc mà thị trường gãy là rất khó, rất khó để gãy xu hướng tăng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cũng nói về các cái mẫu hình, và sau khi nó bùng phát, không, sau khi nó break cao được khỏi mẫu hình này thì nó cũng đã cho được bước tăng tương đối tốt. Hiện tại VIX đang chạm về cái vùng kháng cự phía trên nó, đây là vùng kháng cự đỉnh cũ quanh vùng giá tầm 126.5, và trong thực tế thì hiện tại đang chịu một cái áp lực cung nhất định. Đây chỉ một cái được cung nhất định và khả năng cao là có thể là bắt đầu chững giá là quanh đây một thời gian để sideways. Nhưng mà đối với em thì đây vẫn là một trong những vùng giá mà VIX đang tiến về một cái vùng đỉnh thời đại ở phía trên của nó. Đây là vùng đỉnh ngắn hạn của nó trước đó, thời điểm 2019. Nếu mà nó break cao được khỏi cái vùng đỉnh thời đại này hoàn toàn bằng những cây nến có thiền lực cầu tốt, ví dụ như là Marubozu, những cái nến có khối lượng cao, thì đó xác nhận là VIX hình thành một đỉnh cao mới. Và VIX hình thành một đỉnh cao mới thì VN cũng sẽ đi lên rất là xa, vì đây là một trong những cổ phiếu đại diện cho các cái mã cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường. Bên cạnh đó anh chị là Vinamilk nè. Thời gian qua nếu mà xét về đồ thị ngày thì Vinamilk cũng đã có những cái mức tăng lên, nhưng mà Vinamilk là một cổ phiếu tương đối yếu, bên cạnh đó là có Vietcombank nè, Vietcombank như thế thôi. Vietcombank ngày hôm nay neo giá khá là tốt với cái nó rút chân, thì khả năng là Vietcombank vẫn duy trì được cái đà tăng của nó ở trong những phiên sắp tới. Đây là một trong những cổ phiếu mà tác động trực tiếp và cũng như là nó đã xác nhận cái mẫu hình khá là giống cổ phiếu VIX. Vietcombank thì được kỳ vọng ngắn hạn bởi nhóm ngân hàng. Bên cạnh đó một số những cổ phiếu như là Vinhome nè. Vinhome ở đây cũng có mức tăng tương đối tốt và đang bắt đầu tiến về vùng kháng cự đỉnh cũ là quanh vùng giá tầm là 106.4. Bên cạnh có còn có là VRE nè, dòng họ VIX, dòng họ Vingroup nè. Đây VRE ngày hôm nay cũng đã có cái mức tăng và nó đã bắt đầu vượt lên cái kênh trên, vượt lên kênh trên nó và đã có thể là test lại cái lượng cung ở đây. Và kháng cự ngắn hạn của VRE là vùng giá 35.4. Nếu mà vượt được lên vùng 35.4 này, anh chị có thể mở mua gia tăng. Nếu mà đã có hàng với cổ phiếu này, còn nếu mà mua mới thì nếu mà an toàn hơn có thể chờ là khi mà nó bánh lên đây nè, khi mà nó vượt thoát được cái vùng này có là nhịp test lại. Có một nhịp backtest trở lại thì mình tham gia ở những cái vùng này. Đây là những cái nhịp trả cung, những cái nhịp trả lực cung mà mình tham gia. Sau đó là gì? Sẽ có những cái lực cầu đỡ lại bật lên. Đó là cái tín hiệu ngắn hạn đối với VRE. Nhìn chung thì khá là nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn giai đoạn này nó vận động như thế. Thì đó là một trong những cái động lực mà khiến cho VN đang duy trì được một cái mức chỉ số rất là cao, rất là cao so với thời điểm trước đó rồi. Đó là một trong những cái động thái ngắn hạn của nó. Còn như em nói rồi, cái mùa báo cáo tài chính ra, cái cách mà tiếp nhận thông tin thì mình cũng đã hướng dẫn anh chị rồi. Tức là không phải thông tin tốt cứ ra là chúng ta mua, mà phải đánh giá xem là thông tin này nó đã được phản ánh vào giá hay chưa, thông tin này nó tác động như thế nào tới doanh nghiệp là trong tương lai gần hay tương lai xa hơn. Ví dụ một doanh nghiệp tốt chắc chắn trong tương lai sẽ tiếp tục tăng giá nếu mà kết quả kinh doanh nó vẫn được phản ánh vào doanh nghiệp đó. Thì anh chị rõ ràng thấy được là gì? Nếu mà chị đánh giá là bây giờ một doanh nghiệp mà kết quả kinh doanh trong quý 1 tốt đi, mà chúng ta đọc cái báo cáo tài chính, chúng ta đọc cái thuyết minh, đọc những cái về tương trình,
chúng ta thấy được là cái kỳ vọng này nó vẫn còn kéo dài cho tới những quý sau nữa, quý 2, quý 3, quý 4, thì đó chính là cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư trong tương lai ở các cái mùa báo cáo tài chính đó, ở cái kết quả kinh doanh của cái công ty ở các cái mùa đó, ở cái quý đó, thì giá cổ phiếu khả năng vẫn còn tăng được tiếp. Lấy ví dụ đơn giản chính là cổ phiếu Hòa Phát đi. Hòa Phát là một cổ phiếu mà giai đoạn trước đó chúng ta nói rất là nhiều về vấn đề là cái lò cao. Cái lò cao số 4 đưa vào hoạt động đâu đó tầm tháng 1 năm 2021. Đó là một trong những cái kỳ vọng trong cả năm 2020 của mình. Bởi vì mình biết được là một trong những cái đặc điểm ở các doanh nghiệp thép ở Việt Nam như là Hoa Sen, như là Nam Kim, thì họ vẫn chưa sản xuất được cái thép cuộn cái nóng HRC mà vẫn phải nhập khẩu. Và Hòa Phát hiện tại đây là một trong những doanh nghiệp đầu tiên làm điều đó với chi phí vốn ở mức tương đối thấp. Và thậm chí cái biên lợi nhuận gộp của cái HRC nó còn cao hơn cả thép xây dựng. Nếu chị để ý trong một bài báo ở cái đối thoại thường niên, tức là một cái báo ER, một cái báo mà quan hệ cổ đông hàng tháng của Hòa Phát có đề cập tới vấn đề là thậm chí cái biên lợi nhuận gộp của HRC nó còn cao hơn cả thép xây dựng. Thì đó là một trong những cái đặc điểm mà lợi thế của Hòa Phát, đó là lợi thế cạnh tranh rất lớn. Và nó cũng giúp cho Hòa Phát sản xuất được hầu như là gì? Với một cái quy trình rất là trọn gói, hầu như là họ sản xuất được hầu như trong tất cả những, họ tận dụng được tất cả những cái nguyên liệu, cái vật liệu ở trong đó để họ tạo ra những cái nguồn, những cái thành phẩm mà họ bán. Với cái lượng mà HRC sản xuất ra thì hầu như nó vẫn còn rất là yếu, còn rất là thấp so với cái lượng cung ở trên thị trường hiện tại, chỉ đáp ứng được đâu đó 60% nhu cầu nội địa thôi. Đó là câu chuyện mà chúng ta nói ra. Thì chắc chắn trong tương lai cái kỳ vọng của Hòa Phát là vẫn còn. Đó là lý do vì sao mà cổ phiếu này anh chị thấy mặc dù là giá cổ phiếu cứ tăng giảm đang xen, tăng giảm đang xen, nhưng mà chu trình tăng, xét về xu hướng tăng thì nó vẫn đang trong một xu hướng tăng rất là tốt và thậm chí đang tăng rất là mạnh so với các cái mã cổ phiếu khác. Đó là một trong những lý do, đó là cái sự kỳ vọng khi mà chị đầu tư một doanh nghiệp, cái sự kỳ vọng rất là quan trọng. Không phải chúng ta đánh thuần kỹ thuật, cá nhân em không bao giờ đánh thuần kỹ thuật, mà rõ ràng cái kỹ thuật là cái để chị chọn điểm mua, quan trọng là cơ bản doanh nghiệp nó phải ổn định, nó có nền tảng cơ bản tốt, thì cái kỹ thuật đó là cái giúp anh chị mình mua được cái điểm tốt nhất, hay là mua được cái điểm mà có dòng tiền tham gia để hạn chế là tốn thời gian, bị găm vốn ở đó một thời gian. Có nhiều cổ phiếu rất là tốt nhưng mà giá cứ mãi không tăng, có nhiều cổ phiếu rất là xấu nhưng mà giá cứ tăng hoài, thì nó phải có yếu tố kỹ thuật trong đó. Nên nhìn chung chúng ta phải linh hoạt ở cả hai cái phương pháp đó, hạn chế là chúng ta cứ đánh theo cơ bản rồi cứ mua bỏ đó. Thì mặt thực tế là em thấy rất là nhiều nhà đầu tư họ vẫn tìm kiếm lợi nhuận được nếu mà họ đánh giá chính xác được giá trị nội tại doanh nghiệp. Mình như anh chị nhà đầu tư chúng ta phải mất tầm 1-2 năm để lấy lại vốn. Để lấy lại vốn. Ví dụ như là một cổ phiếu là CTG đi. Nếu anh chị đầu tư CTG thời điểm mà khi nó IPO á chị thấy. Để trước đó nè. Thì khi mà nó IPO chị thấy là giá tầm là 2009 đấy. Thì giá đó tầm là 15.000 thì thậm chí là bao nhiêu. Thời gian xa tầm 2013-2014 thì nó mới hòa vốn và nó mới bứt phá đi lên. Tạo một xu hướng tăng mới. Rõ ràng rất là nhiều cổ phiếu mất thời gian rất lâu để quay trở lại vùng giá cũ và lên những vùng giá cao hơn. Nên khi mà chúng ta hiểu rõ hơn, về nền tảng kỹ thuật, về yếu tố dòng tiền của nó, thì mình sẽ có thể là linh hoạt hơn ở trong cái quá trình mình đầu tư. Rồi đó là về VN-Index. Ngày hôm nay thì cái nến này cho thấy là về tương đối thì vẫn là một cái nến cho thấy lực cầu vẫn đang còn ưu thế so với lực cung, tức là vẫn đang áp đảo trong ngắn hạn. Mà nó đến từ cái việc là khi mà ngãn lệnh thì có một cái lượng có một lượng lệnh tham gia vào thị trường và đẩy giá thị trường lên, đẩy chỉ số VN-Index lên. Anh chị thấy đây, nếu mà chúng ta nhìn đồ thị 1 giờ thì mình thấy ngay, tức là những cây nến tăng ở phía sau rồi, tầm đâu đó tầm 1 giờ 2 giờ thì khối lượng rất là thấp. Thì khối lượng thấp là chủ yếu đến từ cái hiện tượng ngãn lệnh thôi. Hiện tượng ngãn lệnh nó làm cho khối lượng tăng thì không quá nhiều nhưng mà chỉ số thì vẫn tăng lên. Nhưng mà nhìn chung thì kéo chỉ số vào những cái thời điểm đó thì đối với em nó không phù hợp lắm. Bởi vì những giai đoạn đó nếu mà nó muốn nhà đầu tư bán ra thì như thế này nè, có thể điểm tích cực của nó là nếu mà nó muốn nhà đầu tư bán ra thì có thể là nó sẽ có những cái nhịp kéo lên, có những nhịp kéo lên và sau đó lại tiếp tục nhún về lại cái vùng đó. Em ví dụ như là cái phiên ở đây nè, cái giai đoạn ở đâu đó ở đây nè, là những cái giai đoạn này nè, tầm ngày hôm 24 tháng 3 hay là những ngày hôm 25 tháng 3 là những cái phiên mà nó có động thái kéo phiên ATC hay là kéo những cái phiên mà gọi là ngãn lệnh đó. Thì ở những giai đoạn đó nếu mà mình đánh giá kỹ thì nếu mà nó kéo lên như thế thì cái tác dụng là gì? Để cho nhà đầu tư cảm thấy là cái vùng hỗ trợ đó mạnh. Rõ ràng chị thấy ngày hôm đó lên các diễn đàn, lên các YouTube ai cũng nói là 1.150 là vùng hỗ trợ rất cứng, rất là mạnh. Và nếu thủng vùng này thì nhiều anh chị bán ra. Nhưng mà mình nói rất là rõ, cái vai trò của hỗ trợ 1.150 chắc chắn phải thủng. 1.150 phải thủng thì nó mới đúng là cái vai trò để test cung. Bởi vì sao? Bởi vì nó tạo tâm lý cho nhà đầu tư là cái vùng hỗ trợ đó mạnh. Thì khi mà chị hình dung ai cũng nghĩ nó mạnh hết. Và ai cũng chờ là thủng nó bán ra hết. Thì khi đó, khi mà nó thủng xuống, một cái lực bán đến từ phía nhà đầu tư cá nhân sẽ được kích hoạt ra và đó chính là cái mục tiêu của họ. Một trong những điều mà tại lập thị trường Việt Nam làm tốt nhất đó chính là nuôi tâm lý nhà đầu tư.
Đó là lý do vì sao mà em nói ở giai đoạn này khi mà nhà đầu tư bắt đầu hưng phấn rồi thì đó là lúc chúng ta cũng nên cẩn trọng. À, cẩn trọng. Tất nhiên danh mục mới là cái quan trọng nhất, các cổ phiếu anh chị nắm giữ mới là cái quan trọng nhất, bởi vì đó là cái kiếm lợi nhuận cho anh chị nhà đầu tư. Nên ta lưu ý các cái mã cổ phiếu trên danh mục của mình, các cái mã cổ phiếu nào mạnh thì mình vẫn lưu ý mình nắm giữ tiếp, vẫn theo dõi tiếp. Cái mức lợi nhuận sinh lời tầm 10-20%. Những cổ phiếu nào đã tăng quá nóng có thể cân nhắc hạ thị trọng một phần khi mà về những cái vùng kháng cự có lực cung, hoặc là khi mà thấy là gì trong phiên có khối lượng cứ gia tăng liên tục nhưng mà vẫn có một cái lực bán nào đó, vẫn có cái lực bán nào đó khiến cho giá cổ phiếu nó không thể nào bước lên trên được, thì đó là một cái lực bán đến từ các nhà đầu tư tổ chức. Khi mà nhà đầu tư cá nhân nào cũng muốn mua thì đó chính là cái thời điểm tốt nhất để họ có thể phân phối hàng ra trong ngắn hạn. Bởi trong ngắn hạn họ hoàn toàn có thể có những cái nhiệm vụ trading, ví dụ như là họ bán cao mua thấp trở lại thôi. Họ bán cao T3 về họ mua thấp trở lại, nhà đầu tư lỗ bán ra, buộc bán lỗ. Nên đó là những cái trạng thái mình cần phải lưu ý ở trong những giai đoạn này, đặc biệt là trong giai đoạn mà thị trường nó đã không còn kháng cự phía trên nữa. Và cái giai đoạn mà nhà đầu tư sẽ chuyển từ tâm lý tích cực sang một tâm lý tiêu cực, đó mới là cái cách mà tài lập họ muốn làm. Tại sao? Ở giai đoạn này ai cũng cảm thấy là tiêu cực, ai cũng cảm thấy là thị trường sẽ gì? Sẽ đảo chiều, sẽ đảo trên. Nhưng mà hiện tại thì ai cũng cảm thấy là thị trường đang rất mạnh mẽ, đang rất là tốt. Đó là cái mà tài lập làm hay nhất, là họ chuyển nhà đầu tư từ trạng thái tâm lý này sang trạng thái tâm lý khác chỉ trong vài phiên thôi. Thì họ hoàn toàn có thể làm điều đó một lần nữa ở đây. Khiến cho ai cũng nghĩ là thị trường yếu thì nó mới mạnh. Mà ai cũng nghĩ là thị trường mạnh thì lúc đó thị trường đã yếu. Nên khi đầu tư cho thị trường này, rõ ràng khi mà chúng ta nhìn á, không chỉ nhìn một phía được mà phải nhìn rất là nhiều phía. Và trong ngắn hạn thì em vẫn ưu tiên cho chị mình dòng tiền vẫn tập trung phân hóa rất là đều. Ngày hôm nay rõ ràng thị trường phân hóa. Khi mà nhìn vào rổ VN30 thì ngày hôm nay 30 mã thì 14 mã tăng thôi, 13 mã giảm nhưng 3 mã tham chiếu, thì đã có cái sự phân hóa về dòng tiền rồi. Ngày hôm nay tập trung một số cổ phiếu về ngân hàng được hưởng lợi, MB, Công Thương, Techcombank, BID, một số cổ phiếu ngân hàng tăng rất tốt. Bên cạnh đó chiều ngược lại những cổ phiếu khác, STB thì sau một thời gian tăng nóng thì ngày hôm nay đã bị chốt ngược. Pao, Masan, Vinamilk, TB ngày hôm nay ở chiều hướng giảm điểm, tức là rõ ràng có sự phân hóa về dòng tiền, không có sự đồng thuận ở đây. Nhà tư thì hiện tại họ đang bắt đầu bâng khuâng. Như anh chị bây giờ chưa có cổ phiếu đi, thì anh chị đang nghĩ xem là tham gia cổ phiếu nào. Bắt đầu chị sẽ tham gia vào những cổ phiếu mà được hưởng lợi. Thì đó lý do vì sao mà dòng tiền nó phân hóa vào các cổ phiếu được hưởng lợi. Ngân hàng chứng khoán tiếp tục đi lên trong ngắn hạn. Nhưng mà sắp tới thì đối với em, kỳ vọng của em là sau một cái quá trình mà đã kéo Blue, đã kéo VIX, đã kéo Vinamilk, đã kéo Vietcombank, đã kéo Vinhome, thì dòng tiền nó sẽ chuyển sang nhóm cổ phiếu Midcap hay là nhóm cổ phiếu Penny. Hiện tại thì nhóm cổ phiếu Penny vẫn có dòng tiền rất là tốt nha. Ngày hôm qua mình có nói về một cổ phiếu nó có mô hình cốc tay cầm nè, TNI nè. TNI thực chất là một cổ phiếu mà nó mang tính chất bao cung đấy, nhưng mà chị thấy là cái mô hình nó rất là đạt về cả về trend. Trước đó một xu hướng tăng, sau đó là cái quá trình mà nó tạo đáy cốc với khối lượng thấp, và những cái quá trình mà hình thành tay cầm ở phía sau này thì cái nến ngày hôm nay là một cái nến bứt phá rất là tốt, vẫn đóng cửa trần thôi. Nhìn chung thì đó là những cổ phiếu mà nó xác nhận được mô hình tham gia. Thì TNI cũng như thế này, nhiều cổ phiếu Penny ngày hôm nay giai đoạn trước chúng ta có là một số cổ phiếu ở đây nè, HQC ngày hôm nay cũng có mức tăng, tăng 5,5% với khối lượng cao. Và ngày hôm nay một số những cổ phiếu khác như là có AMD nè, có ART, 2KLF, đa phần các cái mã cổ phiếu của họ quyết thì cũng có mức tăng điểm tốt. Đó là một số những cổ phiếu mà chúng ta thấy được dòng tiền hiện tại nhìn chung vẫn đang ở một cái giai đoạn là gì, họ đang bắt đầu lựa chọn, có sự lựa chọn, họ đang bắt đầu ưu tiên xem là cổ phiếu nào tăng tốt thì họ tham gia, cổ phiếu nào mà không tăng tốt thì họ bắt đầu loại bỏ nó. Nên cái sự phân hóa càng ngày càng rõ rệt. Và sau khi cái sự phân hóa này diễn ra, sau khi mà một loạt cái cổ phiếu đã tăng, đã đạt được những cái thời điểm phù hợp của nó, những cái mức giá phù hợp nó, thì dòng tiền bắt đầu là chuyển dịch thôi, đơn giản như thế. Và khi có một số những cổ phiếu nó kích hoạt được cái dòng tiền đó, ví dụ là một số những cổ phiếu midcap mà nó tăng tốt, nó kích hoạt cái dòng tiền tham gia trở lại nhóm midcap, thì chắc chắn khi thời điểm đó thì đồng loại cái nhóm ngành của midcap cũng sẽ đi lên. Đó là dấu hiệu của uptrend tốt. Và hiện tại thì Vini vẫn đang trong một uptrend thôi. Số ngày phân phối thì hầu như đã bị loại bỏ hoàn toàn rồi, khi mà cái mức tăng hiện tại đang cao hơn 5% so với ngày phân phối gần nhất của nó là ngày hôm 23 tháng 3. Cái nến ngày hôm đó thì nhìn chung là khối lượng giảm rất là cao, và cao hơn ngày hôm trước, giảm 0,93% thì là một ngày phân phối. Thì với cái mức giá hiện tại, với mức chỉ số hiện tại của VN đã cao hơn 5% so với cái nến đó, thì hiện tại là gì? Là cái nến phân phối đã bị xóa bỏ, thì hiện tại VN không có một phiên phân phối nào hết. Đó là lý do vì sao mà hiện tại thị trường tương đối là mạnh, xét về mặt chỉ số cũng như là xét về các yếu tố kỹ thuật, và rất là khó đảo chiều hoàn toàn. Nhưng mà trong ngắn hạn hoàn toàn có thể xuất hiện nhiều điều chỉnh, nên đối với em hiện tại hạn chế tâm lý FOMO. Đầu phiên mà nếu mà tăng gap, tăng mở gap thì hạn chế cái việc là đua vào mua các cái mã cổ phiếu mà nó có tin tốt hay gì đó. Và đầu phiên nếu có đỏ thì cũng hạn chế cái việc mà cứ gì theo tâm lý đám đông họ bán ra thì người ta đua nhau bán. Phải tùy vào cổ phiếu và tùy vào cái trạng thái thời điểm đó. Nếu chị thấy được là bây giờ ai cũng muốn bán,
ai cũng muốn bán và ai cũng đua nhau bán, thì khi đó đạt được cái mục tiêu của tạo lập thị trường rồi thì mình có thể canh giảm, mình canh điều chỉnh là cơ hội để mua thêm các mã cổ phiếu tốt. Đó. Ai cũng muốn mua thì khi đó mới là lúc mà chúng ta cần quan tâm. Đó. Quy luật là như thế. Đó lúc nào cũng như thế, và đó là một trong những cái mà em muốn chia sẻ với anh chị thôi. Về thị trường ngày hôm nay thì yếu tố dòng tiền, khối ngoại thì họ vẫn mua ròng nhẹ, đâu đó tầm khoảng 8 tỷ. Bán nhẹ, bán ròng nhẹ là 0,66 tỷ. Mặc dù trong phiên cũng có nhiều thời điểm mà họ mua ròng, nhưng mà cuối phiên cũng đã gì có sự cân bằng trở lại. Thì họ mua ròng chủ yếu là cổ phiếu là VIT nha, VRE, Hòa Phát, một số những cổ phiếu họ bán ròng. Ngày hôm nay có Công Thương bán ròng gần 300 tỷ đồng, một bước tương đối là lớn. Thanh khoản thị trường ngày hôm nay có sự gia tăng thanh khoản nhưng mà giá không tăng, giá tăng nhẹ thì nó cũng là một trong những cái mà mình nói rồi, mình cần lưu ý về các áp lực cung bắt đầu gia tăng dần trong những phiên gần đây. Bên cạnh đó thì chỉ số VN-Index ngày hôm nay đóng góp tăng chủ yếu là đến từ VIT khi mà đóng góp khoảng 2,43 điểm. Bên cạnh đó là Công Thương, MB và Techcom là ba cổ phiếu ngân hàng kế tiếp cũng đóng góp khá là lớn vào mức tăng của thị trường. Về chiều hướng giảm điểm thì có Masan, GVR và Vinamilk là hai cổ phiếu giúp cân bằng lại. Là các cái mã cổ phiếu cân bằng lại lượng tăng giảm trên thị trường để giúp cho chỉ số thị trường không tăng quá nóng hoặc là không giảm quá sâu thôi. Đó. Còn về chứng khoán thế giới thì hiện tại ở Mỹ thì đang có mức điều chỉnh tương đối, đó là khoảng 50 điểm thôi. Thì mức điều chỉnh này nó không quá đáng kể. Bởi vì vậy chắc là nó có thể hoàn toàn đảo ngược lại ngay ở trong tầm vài phút hoặc thậm chí là vài giây. Ở thị trường Mỹ thì biến động rất là lớn, nên khi mà mình nhìn mình cũng nên lưu ý là những cái mức đáng, những cái mức giảm này thì hầu như nó không tác động quá nhiều tới tâm lý đầu tư. Mà giảm tầm 1%, 2% thì khi đó nó tác động nhiều hơn rất là nhiều khi nhà đầu tư họ hoang mang. Đặc biệt là cái phiên ATO, bởi vì ATO là một phiên mà phái sinh nó tác động lên, mà phái sinh thì lại nhìn ra cho đánh. Đó là cái mình lưu ý thêm. Còn các nền chứng khoán khác ở châu Âu thì ngày hôm nay sắc xanh rất là tốt nha. Về phía châu Á thì có những nền kinh tế ở Nhật Bản hôm nay giảm khoảng 300 điểm, gần 1%. Bên cạnh đó thì có KOSPI của Hàn Quốc thì cũng tăng điểm, tức là có sự phân hóa chứ không phải đồng loạt đều giảm. A50 China của Trung Quốc thì ngày hôm nay cũng giảm khoảng 1%. Đó là một số những cái tình hình của thế giới. Nhìn chung thì nó không có quá nhiều biến động lớn, thì những cái biến động này nó cũng không tác động trực tiếp tới tâm lý nhà đầu tư đâu. Mình đến vào tối nay thì nếu mà Mỹ có những cái mức giảm quá sâu thì khi đó tâm lý ngày mai đầu phiên có thể là có áp lực bán nhất định đến từ các nhà đầu tư cá nhân mà họ đã tham gia giai đoạn mà họ có lời, họ có lãi từ cái vùng mà họ vượt test 1.200 điểm đó. Đó là cái phiên mà để test là lượng hàng T cộng thôi. Nhưng mà mình cũng lưu ý thêm cho em, nếu ngày mai mà tối nay Dow Jones xanh thì nếu mà ngày mai nó không mở gap thì sẽ tốt hơn. Còn kháng cự hiện tại của thị trường là 1.265, và trong ngắn hạn thì em vẫn kỳ vọng đạt được cái mốc này trước khi có những quá trình điều chỉnh. Bên cạnh đó vùng hỗ trợ phía dưới này trong ngắn hạn là vùng gap mà nó mở ra trước đó là 1.217 điểm, tức là tầm 1.215 tới 1.217 thì mình có thể lưu ý cái mốc này. Tại đây nó sẽ có những cái áp lực cầu đỡ lại nhất định, những cái áp lực cầu mua đỡ giá nhất định, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn duy trì trong cái biên đó sẽ tốt hơn, tầm 1.217, 1.215 cho tới là 1.265, tầm 50 điểm duy trì sideways trong cái vùng biên này thì nó sẽ là cái tiền đề để cho thị trường đi xa hơn, để thị trường đi xa hơn á. Rồi đó là về Vini, đó là về một số những cái chia sẻ của em trong ngắn hạn sắp tới anh chị cần lưu ý. Các cái nhóm cổ phiếu mình lưu ý mình cũng nói rồi, chắc chắn là phải có ngân hàng, có chứng khoán, có thép. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay một số những cổ phiếu dầu khí cũng đã có cái mức tăng tốt ở cuối phiên. Dầu khí thì chúng ta chỉ tập trung hơn ngày hôm trước là em thích là Petro thôi. Petro thì em cho những chị khách hàng mà tham gia tầm vùng giá là 10.1, và hiện tại thì xuất sinh lời đó tầm 80% với cổ phiếu này. Một số những chị đến xa thì vẫn có ăn với cổ phiếu này, bởi vì đối với em Petro là cổ phiếu rất là khỏe. Khỏe ở chỗ là gì? Giá dầu giảm nó không giảm, dầu tăng hay tăng. Đó là một lợi thế chị thấy không? Rõ ràng so với các cổ phiếu khác như là BVS thì ngày hôm nay BVS tăng tốt, nhưng mà trong quá trình mà giá dầu giảm thì BVS giảm. BVD giảm. O giảm, nhưng mà gì? BSR đi ngang và tăng. Đó là sức khỏe cổ phiếu. Đây là cổ phiếu khỏe. Trong một nhóm ngành thông thường chị không nên tham gia quá nhiều cổ phiếu đâu. Bởi vì bản chất những cổ phiếu đi theo ngành. Ví dụ như ngày hôm nay chị thấy là ngân hàng tăng thì đồng loạt các cổ phiếu ngân hàng thường sẽ tăng theo. Nên chị tham gia cổ phiếu anh chị nên lựa thằng mạnh nhất ngành để mình tham gia. Thì khi đó cái mức sinh lời của chị sẽ là cao nhất. Còn nếu chị tham gia quá nhiều cổ phiếu trong cùng một ngành thì cái rủi ro xảy ra là có. Tức là khi mà nó giảm thì hầu như là giảm cùng nhau và khi là giảm tương đương nhau. Nhưng mà khi mà tăng thì có thằng tăng, có thằng giảm. Đó là cái rủi ro mà chị cần lưu ý. Nên khi mà mình tham gia một cổ phiếu hay là một cái nhóm ngành thì mình cũng nên lựa chọn cổ phiếu nào mà mình ưng ý nhất, nó khỏe nhất ngành, nó khỏe nhất dòng thì mình tham gia sẽ tốt hơn. Nhiều cổ phiếu dầu khí giai đoạn rồi cũng đã tăng rất là tốt rồi. Bởi vì cái giá dầu giai đoạn rồi vẫn đang nằm trong một cái xu hướng tăng. Cái điểm tích cực ở trong ngắn hạn đó chính là cái OPEC. Giai đoạn gần đây OPEC nó đã thông qua cái việc cắt giảm sản lượng tiếp tục ở trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7, thì đó là cái tác động tới về giá dầu. Nhưng mà nhìn chung thì nó không quá nhiều, cái lượng cắt giảm nó cũng ở mức tương đối thôi. Đó là một trong những cái ngắn hạn. Và khi mà mình tham gia về nhóm dầu khí thì mình cũng nên lưu ý là những cổ phiếu nhóm này nó mang tính chất đầu cơ. Đầu cơ tức là anh chị thấy giá dầu tăng thì nó mua vào, giá dầu giảm thì bán ra thôi. Nên nhìn chung thì anh chị mua vì cái gì thì có khả năng là bán vì cái đó. Còn BSR mình đánh giá là về tiềm năng trung hạn của nó luôn. Trong giai đoạn trước khi mà mình tham gia là mình đánh giá rất là kỹ về tiềm năng trung hạn của BSR. Bởi vì bản chất là thời điểm mà họ nói giá dầu tầm 45-50 thôi là có thể là mang lại lợi nhuận tầm 900 tỷ rồi.
Bây giờ giá dầu tầm 60, 65 thì chắc chắn là cái lợi nhuận nó mang lại rất là lớn và thậm chí là cao rất là nhiều so với cùng kỳ. Điều này là cái là sự kỳ vọng, chắc chắn. Thị trường chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng, nếu cổ phiếu nào còn kỳ vọng thì giá sẽ còn tăng. À, giá sẽ còn tăng. Để đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư thôi. À, đó là về nhóm dầu khí trong ngắn hạn thì mình lưu ý thêm về cổ phiếu này. Chúng thì nhiều nhóm BVS nè, ngày hôm nay là có mức tăng khá là tốt về cuối phiên. BVD hay là Âu nè. Chúng thì đa phần các cái mã cổ phiếu này cũng đang thể hiện sức mạnh giá tốt. À, nhưng mà đối với em thì về yếu tố dòng tiền thì vẫn còn nằm trong cổ phiếu này, nhưng mà nó đang chờ đợi điều gì đó. Nó khá là giống với nhóm đạm, đạm phân bón. Nhóm phân bón, nhóm đạm này là dòng tiền nó cũng nằm trong cổ phiếu thôi, nó không đi đâu đâu. Tức là nó vẫn chưa có hiện tượng phân phối ra, nhưng mà nó chờ cái động lực đến từ nhà đầu tư. Nó chờ động lực đến từ giá dầu. Ví dụ như ngày nào mà giá dầu giảm tốt á, giá giảm sâu á, thì những cổ phiếu này sẽ đi lên. Nó sẽ âm thầm đi lên bởi vì nó hút tiền từ phía nhà đầu tư. Đây, dòng tiền vẫn còn nằm trong cổ phiếu rất là tốt và xu hướng vẫn là xu hướng tăng. À, xu hướng tăng rất là dài. À, thì đó là cái lý do vì sao mà những cổ phiếu này thì mình cũng cân nhắc. À, nó biến động mang tính ngắn hạn thôi. À, vẫn là mang tính ngắn hạn thôi. Hiện tại thì đa phần cổ phiếu này đều là có mức tăng rất là tốt và đi xa rồi, đi khá là xa so với những cái vùng giá phía dưới của nó rồi. À, nên mình cũng lưu ý thêm. Đó là về dòng đạm nè. Rất là nhiều cổ phiếu khác ở một số những nhóm ngành thì mình cần lưu ý thêm, và những cái mẫu hình khi mà đã xác nhận có tín hiệu tham gia từ các cái mẫu hình thì đó cũng là cái lý do mình có thể cân nhắc để mình tham gia. Vì giai đoạn này thì là giai đoạn mà cái dòng tiền nó sẽ tìm đến những mã cổ phiếu mà nó tốt về cả cơ bản và về cả kỹ thuật. À, đó là một số những cổ phiếu mà mình cần lưu ý ha. Rồi đó là vừa đi. À, bên cạnh đó thì ngày hôm nay mình đánh giá một số những cổ phiếu trong các nhóm ngành. À, từ ngân hàng, từ chứng khoán, từ bất động sản, bên cạnh đó là một số những cổ phiếu trong VN30 để chị có thêm góc nhìn về các cái mã cổ phiếu đó, về yếu tố dòng tiền, để mình hiểu rõ hơn về thị trường, để có thể đầu tư tốt hơn. Nếu anh chị nào mà muốn em đánh giá về những cổ phiếu mà chị đang nắm giữ thì chị có thể là kết bạn Zalo với em thì em đánh giá sẽ cụ thể hơn. Bởi vì trên thị trường có 1.700 mã cổ phiếu, không thể nào mà em sẽ đánh giá hoàn toàn được tất cả được, mà em chỉ lựa chọn là những mã cổ phiếu đại diện mà nó mang tính chất là đại diện cho dòng tiền của thị trường. Thì những cổ phiếu đó mình đánh giá thì mình sẽ hiểu rõ vận động thị trường hơn. Còn nếu chị là muốn đánh giá về các cái mã cổ phiếu mà chị nắm giữ một số những cổ phiếu khác thì chị có thể là kết bạn Zalo với em thì em sẽ tiện hỗ trợ cho chị mình nhiều hơn rất là nhiều. À, rất là cảm ơn chị đã luôn ủng hộ và luôn luôn theo dõi kênh của em, thì đó là một trong những động lực lớn nhất mà em muốn cống hiến cũng như là em muốn hỗ trợ chị mình. À, bản chất khi mà mình đặt tên kênh là nhà đầu tư tài chính tự do thì chắc chắn là mình cũng mong muốn là tất cả những anh chị mình xem kênh thì mình sẽ có được một góc nhìn về đầu tư, mình sẽ hiểu rõ hơn về vận động thị trường, về các cái hành vi đội lái, các hành vi tạo lập thị trường, để khi mà mình tham gia thì mình đỡ bỡ ngỡ, và khi mà mình cũng có một cách để mình tìm kiếm lợi nhuận khác so với nhà đầu tư mới tham gia thị trường khác. Đó là một cái lợi thế, và góc nhìn của mình nó cũng sẽ dễ dàng hơn, cũng sẽ mang tính chất là gì, nhìn một cách tổng quan hơn. À, không phải cứ tin tốt ra là bán, tin tốt ra là mua, tin xấu ra là bán, hay là không mà cứ mở gáp và lắp. Đó là những cái mà em chia sẻ với chị, và chắc là sách giáo khoa nó sẽ khác với thực tế, và ở Việt Nam nó sẽ khác với quốc tế, lúc nào như thế. Và cái quan trọng như là cái thực tế của anh chị, nên nếu anh chị là hiện tại vẫn đang mong muốn là tìm hiểu đầu tư thì anh chị có thể là bỏ một số vốn ít vào chúng ta đầu tư, chúng ta vừa theo dõi video, chúng ta vừa đầu tư, chúng ta tìm kiếm các cái mã cổ phiếu nào chúng ta thích, chúng ta đánh giá ngành nó tiềm năng thì mình tìm hiểu, mình xem là kỹ thuật như thế nào, cơ bản như thế nào, dòng tiền như thế nào tốt hay không thì mình tham gia vẫn ok rồi. Nó không còn đòi hỏi anh chị có quá nhiều kiến thức, nhưng mà em vẫn ưu tiên là anh chị phải có kiến thức. Bởi vì sao? Bởi vì đó là tiền của mình. Khi mình giao cho bất kỳ một người nào khác về cả về ủy thác đầu tư hay là về tư vấn, thứ nhất là niềm tin là cái thứ nhất em nói rồi, và cái thứ hai nữa là tiền đó không phải là tiền của họ thì họ cũng sẽ không có quá nhiều trách nhiệm khi mà họ tham gia đầu tư. Nên cái quan trọng nhất là anh chị phải có kiến thức. Đó là lý do vì sao mày có cái kênh này, và chúng ta vẫn hàng ngày cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đối đáp với nhau. Đó là cái niềm vui của em. Cũng mong muốn chia sẻ với anh chị nhà đầu tư về các kinh nghiệm, về các trải nghiệm của em trên thị trường tài chính này. Em đã từng mất mát, em cũng đã từng tìm kiếm rất nhiều lợi nhuận trên thị trường này. Đó là lý do vì sao mà về cả cảm xúc, tham lam, sợ hãi chúng ta đều hiểu rõ, để mình có thể tránh được những cái trường hợp đó. Chị lưu ý cho em ha. Rồi, đầu tiên là về hướng ngân hàng thôi. Vietcombank, một cổ phiếu mà chúng ta hàng ngày đều nói về nó chắc chắn rồi. Vietcombank là một cổ phiếu mà tính chất điều tiết, và rõ ràng trong giai đoạn hiện tại thì xu hướng tăng là vẫn tốt khi mà ngày hôm nay là một cái nến rút chân lên. Nhưng mà ngày hôm trước có nói với chị về kháng cự ngắn hạn của Vietcombank là vùng giá đâu đây. Những cái vùng đỉnh cũ trước đó mà nó chưa vượt qua được vùng giá tầm 102, và trong thực tế thì khi mà chạm vào đây thì nó là chịu một cái áp lực bán nhất định rồi. Thì có thể là những cổ phiếu dạng như thế này á, nó giống Vietcombank, nó giống VIT trong ngắn hạn á, thì khi mà chạm vào cái vùng cung á thì có thể là nó sẽ di chuyển giá lại tầm 2-3 phiên và sau đó tiếp tục đi lên. Đó là những cái cổ phiếu mà hiện tại cho thấy cái xu hướng tăng rất là tốt với khối lượng tham gia dòng tiền. Dòng tiền này chắc chắn là đến từ một phần đến từ phía nhà đầu tư cá nhân, nhưng mà phải có sự góp mặt của tổ chức thì mới tạo được những cái nến thế này. Vì một cái nến mà 3,6 triệu cổ Vietcombank không hề đơn giản để tạo ra, và đây không phải là những cái nến đến từ phía nhà đầu tư cá nhân, đó là những dòng tiền thông minh đến từ các tổ chức. Thì khi mà họ đã tham gia vào các mặt cổ phiếu này thì họ cũng kỳ vọng về cái mức tăng tương đối của các cổ phiếu này ha. Nên chị để ý cho em nói với Vietcombank. Thì trong ngắn hạn thì Vietcombank nó mang ý nghĩa là điều tiết chỉ số. Còn kỳ vọng của em là có thể là quay về test đỉnh cũ quanh vùng giá tầm 108 ở đây, xem là vận động giá thế nào. Nó khá là giống con vít di động vừa rồi thôi,
VIX thì cũng sau khi mà nó bứt phá lên thì nó chạm vào những cái đỉnh cũ này thì nó cũng chịu và cáp lên cung, mà sau đó nó cũng bứt phá đi lên, nó tiếp tục đi lên và nó đang test lại đỉnh cũ trước đó của nó ở những vùng giá thời đại, ở những vùng đỉnh thời đại. Đó là một trong những cái trạng thái mình đánh giá rất là cao với cổ phiếu này. Thì Vietcombank như thế thôi. Vietcombank thì sau khi mà nó bứt phá khỏi được mẫu hình tam giác giảm giá này, cái nêm giảm á, thì hiện tại đang trong một xu hướng tăng ngắn hạn, vẫn chưa có gì thay đổi nhiều về yếu tố dòng tiền. Ngày hôm nay giá giảm nhưng mà khối lượng ở mức tương đối, có rút chân nến thì cho thấy là vẫn có lực cầu đỡ phía dưới ha. Tiếp theo là BID. BID thì điểm tích cực của nó là gì, em nói rồi là hai cái nến gần đây khối lượng vào tốt, không phải đột nhiên mà tự nhiên, anh chỉ thấy là gần đây BID cái giá nó không thay đổi quá nhiều nhưng mà tự nhiên khối lượng lại gia tăng rất là cao ở trong những phiên gần đây. Đây những cái tuần từ tầm 19 tháng 3 cho tới là tầm 26 tháng 3 và 2 tháng 4 đó, những cái tuần đó chị thấy rõ ràng là cái quá trình vận động vẫn là trong cái vùng sideways nhưng mà khối lượng đột nhiên có sự gia tăng. Cái sự gia tăng khối lượng ở đây chị phải hình dung cho em là nó không chỉ đến đơn thuần đâu, rõ ràng nó phải có chủ đích. Tức là những cái vùng giá phía dưới này nè, khi mà đột nhiên có khối lượng gia tăng ở trong một cái tuần nào đó thì ở phía sau là một cái nhịp rũ bỏ. Đâu? Cái tuần ngày hôm 16 tháng 10 nè. Sau đó là một tuần rũ bỏ xuống một loạt như chị nhà tôi cá nhân buộc bán ra ở giai đoạn này. Và điều chỉnh rũ bỏ thì khối lượng như nào? Nếu chị hình dung á, đây, điều chỉnh giảm thì khối lượng phải thấp. Đây khối lượng thấp xuống chị đâu? Đây. Mình nhìn rõ ràng hơn. Đó. Khối lượng thấp xuống thì như thế nào? Sau đó quá trình giá lại tăng lên. Giá tăng thì khối lượng nó tăng trở lại. Lý do vì sao cho thấy là cái yếu tố lực cung bị cạn kiệt, lực cung bị bán ra, những nhà tư bán ra đây chủ yếu là nhà tư cá nhân, những nhà tư nhỏ lẻ. Tiếp tục cái vận động tăng của nó, sau đó là chị không? Khối lượng gia tăng và tiếp tục là điều chỉnh thì thế nào? Khối lượng lại giảm. Đây, điều chỉnh nó khối lượng thấp và sau đó hiện tại cái quá trình gia tăng gần đây thì giá đi ngang nhưng mà khối lượng tăng thì đó cũng là một trong những cái trạng thái mà đối với em tương đối tốt. Với cổ phiếu này, có thể là nó sẽ chịu một cái nhịp rũ ngắn hạn, nó giống ở đây nè, tự nhiên khối lượng gia tăng đột biến nè, rũ ngắn hạn, sau đó thì về xu hướng thì vẫn là xu hướng tăng. Đó là một trạng thái khá là tốt của BID. Thì đối với em thì đó là một cái vùng mà cho thấy là cái lượng cầu tham gia tốt thì mình có thể kỳ vọng ở trong những giai đoạn phía sau. Đối với BID thì ngắn hạn BID kỳ vọng của em chính là tiến về vùng kháng cự cũ, đây là vùng giá tầm 48-49. BID thì được kỳ vọng về kết quả kinh doanh của nó trong quý 1 này, có kết quả kinh doanh tương đối là tích cực. Thời gian vừa qua thì có cái bản gọi là cái bản thông báo về một số cái lợi nhuận các ngân hàng ở trong cái quý 1 2021 thì cái bản đó nhìn chung thì là tương đối, đối với em thì số liệu có thể là tương đối chính xác. Tức là về mình đánh giá về cả cái cơ hội cũng như là về cả cái góc nhìn khả thi ấy, thì hoàn toàn là có thể với một số những cổ phiếu ngân hàng. Thì đó là lý do vì sao mà giai đoạn vừa qua chỉ thấy là dòng tiền tham gia ngân hàng rất là tốt. Bên cạnh đó thì công thương ngày hôm nay đã vượt đỉnh cũ rồi và chính thức đang ở vùng đỉnh thời đại của nó. Đây là một cổ phiếu mà đánh giá rất là cao. Cao ở chỗ nào? Cao thứ nhất là hiện tại đang trong một con sóng năm, nó giống với VN thôi. Đây, nó đang trong một con sóng năm của nó sau một quá trình điều chỉnh dài. Và cái thứ hai nữa là gì? Sau khi mà nó thực hiện, nếu mà chúng ta nhìn về đồ thị tháng á, đây chị thấy đồ thị tháng á, thì nó tức là xét về cái chu kỳ đi thì nó chỉ vừa test lại cái vùng đỉnh thời đại cũ thôi và nó có cái chu trình tái tích lũy lại phía sau này. Cái quá trình tái tích lũy lại trong cái vùng biên này chị thấy không? Đây tái tích lũy trở lại này. Thì quá trình tái tích lũy trở lại rất là tốt và đã cho thấy được là gì? Ngày hôm nay lực cầu đủ mạnh để giúp cổ phiếu này bứt phá đi lên. Thì trong ngắn hạn hoàn toàn có thể kỳ vọng tiếp tục vào cổ phiếu này ở trong những giai đoạn sắp tới. Và loanh quanh những cái vùng giá hiện tại hỗ trợ của nó là vùng giá tầm là 41.5 cho tới 42. Những cái vùng hỗ trợ phía dưới này thì nếu mà giá vẫn duy trì được trên mốc đó và giữ giá được trên 45 thì mình vẫn kỳ 42 thì mình vẫn theo dõi tiếp cho em với cổ phiếu. Và đối với những cổ phiếu mà đang trong một xu hướng tăng tốt thì chỉ cứ nâng cái mức chặn lãi lên thôi. Nâng mức chặn lãi dần lên tầm 42. Nếu mà chạm 42 thì mình cân nhắc là mình hạ 1/2. Nếu mà chạm về những cái vùng hỗ trợ phía dưới này thủng được vùng hỗ trợ MM10 là tầm 40.5 thì mình hạ hết hoàn toàn. Tức là nếu mình đánh theo trend đó nha, mình hạn chế cái biến động tăng giảm đang xen thì mình cứ nhảy ra vào lung tung thì chị hoàn toàn có thể dựa vào những cái tiêu chí đó để mình theo dõi cổ phiếu này, cứ liên tục nâng các cái mức chặn lãi lên khi mà cổ phiếu nó bứt phá đỉnh cũ. Đó là cái lý do vì sao mà mình theo dõi thêm được với công thương ha. Tiếp theo là với Techcom, ngày hôm nay đã có mức tăng điểm khá là tốt. Thì đối với em Techcom thì cái điểm mà chúng ta không đánh giá cao ngày hôm nay đó chính là nó chưa vượt hẳn được lên trên cái vùng kháng cự là 42.2, 42.15 á, cụ thể thì nó chỉ tăng nhẹ lên thôi. Với khối lượng thì vẫn có cái sự gia tăng và đối với em thì hiện tại về lực cung thì Techcom đã khá là cạn kiệt rồi. Khá là cạn kiệt trong những phiên gần đây, với anh chị thấy là những phiên giảm điểm thì hầu như khối lượng không quá là cao và trước đó thì cũng có tín hiệu dòng tiền tham gia tốt và xét về cổ phiếu này thì đây vẫn là một cổ phiếu mà sức mạnh giá tốt hơn so với thị trường. Đối với em thì em rất là thích cổ phiếu nào khỏe thị trường. Bây giờ cổ phiếu khỏe thị trường là những cổ phiếu mà hầu như khi mà chị tham gia thì cái mức giảm cũng như là cái mức thiệt hại của chị đối với nó không quá cao. Bởi vì đơn giản là khi thị trường tăng thì nó tăng mạnh hơn thị trường và khi mà thị trường giảm thì giảm rất ít. Chị thấy trong cái quá trình mà chúng ta nhìn so sánh đơn giản thôi. Chúng ta nhìn VN giai đoạn đó nè, VN giảm từ đó tầm 1.200 điểm về là 980 điểm. Thì Techcom 998 điểm thì Techcom cũng giảm từ 37 về giá là tầm 30. Tức là cũng giảm tầm 7 giá. Mà sau đó ngay lập tức cái quá trình mà VN phục hồi thì Techcom đã phục hồi rất là nhanh và vừa đỉnh cũ. Từ đó là một trong những cái trạng thái mà đánh giá rất là cao về cổ phiếu này về cái độ nhảy giá của nó. Đáy xa thấp hơn đáy trước, anh chị đâu? Đáy xa thấp hơn đáy trước bật lên ngay ở những cái phiên dưới này. Những phiên mà thị trường chưa bật mà Techcom đã bắt đầu bật rồi.
nó tương tự con VB giờ trước á, VB bật lên khá là nhanh nè, hay là trước FPT cũng bật lên rất là nhanh nè, rất là nhiều cổ phiếu nội rồi, nó cho thấy sức mạnh tốt hơn thị trường, thì những cổ phiếu này chắc chắn kỳ vọng trong tương lai đối với em vẫn còn tăng được tiếp, vẫn còn sẽ tăng được tiếp thôi. Tiếp theo là với MB. MB là một cổ phiếu mà hầu như buông thở rồi, chúng ta đánh giá rất là kỹ MB từ giai đoạn mà 2000 vùng giá tầm là 28-29, và đó cũng là một cổ phiếu mà em đã cho chị khách hàng mình tham gia từ vùng giá 25. Sau đó trong những quá trình vận động tăng giảm đen xen thì hiện tại chúng ta vẫn nắm giữ cổ phiếu đó, và kỳ vọng ngắn hạn của em đối với MB là cái mùa báo cáo tài chính quý 1 sắp tới. Thứ nhất là về kết quả kinh doanh, thì ngày hôm nay MB đã ra thông tin về kết quả kinh doanh rồi, về dự phóng của nó. Và cái thứ hai nữa là gì? Là về gì? Là về cái việc chia cổ tức. Chia cổ tức mới là cái mà mình kỳ vọng đối với MB. Và đối với em trong ngắn hạn thì MB vẫn khả năng vẫn còn thu hút được dòng tiền. Nhưng mà nếu chiều thì hiện tại đã đạt được cái mức tỷ suất sinh lời tương đối rồi, thì có thể ưu tiên là cân nhắc hạ tỷ trọng 1/2 đối với cổ phiếu này. Nếu mà đã có những cái mức gọi là tăng vượt thoát lên hoặc là mở gap ra, hiện tại thì đối với em đà tăng thì vẫn khá là tốt. Nhưng mà khá là tốt thì mình có thể lưu ý mình tiếp tục nắm giữ được với cổ phiếu này, có thể cân nhắc hạ tỷ trọng 1/1 khi mà cổ phiếu nào đạt được những cái tỷ suất sinh lời cao. Cái đặc điểm mà mình cần lưu ý ở đây là ngày hôm nay cái khối lượng mua chủ động của MB lên tới là 22 triệu cổ. Lượng mua chủ động là lượng mua trực tiếp và cái giá mà chị đặt bán ở đây, tức là cái giá mà người ta chủ động mua vào. Ví dụ bây giờ giá đang là 31.4 thì em đặt là 31.5 luôn để nó khớp được cái giá của em. Và từ đó cái trạng thái là đó là lệnh mua chủ động. Thì khi mà cái lượng mua chủ động lớn thế này, thì đó cũng là một cái trạng thái cho thấy là cái lượng mua từ phía nhà đầu tư cá nhân là nhiều. Bởi đa phần nhà đầu tư cá nhân thì họ sẽ mua chủ động, họ sẽ không chờ đợi nhiều đâu. Và thường là họ sẽ mua chủ động vào để họ đẩy giá cổ phiếu lên. Nhưng mà thông tin cũng đã ra rồi, nhà đầu tư cá nhân cũng đã lao vào rồi, thu hút vào rất là nhiều nhà đầu tư rồi, thì khả năng trong ngắn hạn có thể là MB nó sẽ chịu một áp lực bán nhất định. Hay là một cái gọi là gì, một cái tức là khi mà nhà tư cá nhân tham gia vào thì ai sẽ là người bán ra những phiên đó, ai sẽ là người bán ra. Nên chúng ta cũng có thể lưu ý thêm với MB trong ngắn hạn, nếu mà có những cái mức tăng tốt thì có thể ưu tiên mình hạ tỷ trọng, hoặc là mình có thể chốt 1/2 và mình chờ mình cover lại với giá thấp hơn, hoặc là mình chờ cái vận động phía sau xem giá vận động thế nào, nếu mà tốt thì mình có thể gì mình tham gia ngược trở lại vẫn ok. Đối với em cái điều quan trọng nhất không phải là cái điều mà anh chị có thể bán được chính xác cái vùng giá cao nhất hay là cái vùng giá thấp nhất của nó, mua được cái vùng giá thấp nhất, quan trọng là lúc mà chị mua xong thì cổ phiếu có tăng hay không, anh chị có lợi nhuận hay không, hay là lúc mà chị bán xong thì không quan tâm, nếu bán xong giá tăng em vẫn ok. Đó là những cái trạng thái mà chúng ta cần lưu ý đối với MB. Hiện tại đó với MB vẫn là một cổ phiếu khỏe, có thể tiếp tục nắm giữ đối với cổ phiếu này chị ha, cân nhắc chốt lời khi mà có tín hiệu hưng phấn mở gap tăng ở những giai đoạn phía sau. Tiếp theo là với VB. VB thì hiện tại đối với trong nhóm ngân hàng thì hiện tại VB cái lượng thanh khoản đã giảm tương đối so với giai đoạn trước đó ở những thời điểm mà nó tăng tốt. Thanh khoản giảm này đến từ một phần là nhờ tư cá nhân họ không quan tâm nhiều vào cổ phiếu này nữa, vậy sau suốt một thời gian dài nó đi sideways. Nhưng mà đối với em thì đây vẫn là một cổ phiếu có thể cân nhắc tham gia gì đó phía sau, vì chắc chắn rồi VB là một trong những cổ phiếu mà cái lợi nhuận mang lại tương đối là tốt, một phần đến từ việc là đa phần các cái gọi là cái khoản vay của VB thì nó mang tức là mạo hiểm rất là nhiều, cũng như cái tỷ lệ nợ xấu VB nó cao hơn các cái ngân hàng khác ở trong nhóm ngành. Nhưng mà high risk high return thôi. VB đánh đổi là cái việc là họ cho vay tín dụng nhiều hơn để họ có thể mang lại một cái lợi nhuận tốt hơn. Thì đó cũng dẫn tới một cái rủi ro của họ là có thể là có nhiều rủi ro nợ xấu và những cái nợ xấu mà không có hoài có khả năng mất vốn nó tăng lên, thì đó cũng là một trong những cái đánh đổi thôi. Nhưng mà đối với anh thì VB vẫn là một cổ phiếu mà về sức mạnh giá thì rất là khỏe. VB thì rất là nhiều câu chuyện xoay quanh giai đoạn trước đó, thì có những câu chuyện về việc là bán cho người Thái là niêm yết FE, nhiều câu chuyện người ta đã xào nấu lên để đẩy giá cổ phiếu lên. Vì đó với em thì đây vẫn là một cổ phiếu mà cái dư địa tăng thì nó không còn quá nhiều đâu. Nếu mà xét về dư địa tăng thì chắc chắn là VB không còn quá nhiều, bởi vì hiện tại mức giá của nó cũng đã tầm 46 rồi, so với một cổ phiếu ngân hàng thì nó cũng đã tương đương với là BID rồi, hay thậm chí là công thương rồi. Thì mình nhìn chung thì cái dư địa tăng của các cổ phiếu này nó cũng không còn quá nhiều, mà chủ yếu trong ngắn hạn thì mình vẫn kỳ vọng một số những cổ phiếu dạng MB thì nhiều hơn. Chúng ta là ACB này. ACB thì ngày hôm nay có cái nó rút chân khá là tốt. ACB thì sắp tới sẽ được tham gia cơ cấu vào quỹ ETF, cũng như là một số những cái đặc điểm chính là giai đoạn sắp tới là chia cổ tức. Lợi nhuận quý 1 cũng có sự gia tăng. Đối với em thì đây phải là một cổ phiếu khỏe thôi. Nhưng mà nhìn chung thì trong nhóm ngân hàng thì ACB vẫn là một cổ phiếu mình cân nhắc được. Nếu mà giá duy trì được trên cái vùng kháng cự ở đây là vùng giá tầm 34.3, giữ giá đi ngang quanh vùng này thì có thể cân nhắc là mình tham gia, mình giải ngân lấy vị thế, mình thăm dò, sau đó mua gia tăng nếu mà giá cổ phiếu nó có những cái điểm vượt thoát là cái vùng kháng cự tầm 35.3. Điểm tích cực của ACB là hiện tại nó không còn kháng cự phía trên nữa, mà nó đang ở vùng giá cao nhất trong lịch sử ở trong thời đại của nó. Đó điểm mình có thể cân nhắc ở với cổ phiếu này. Tiếp theo là với STB. STB thì ngày hôm nay có cái nhịp giảm điểm tương đối, nhưng mà nhìn chung thì cái khối lượng như cái vùng này nè, giá tăng lên nhưng mà khối lượng giảm dần, thì cho thấy là một cái điều là nó thiếu cầu, tức là no demand ấy, nó hơi thiếu lực cầu, tức là giá tăng lên nhưng mà nhà đầu tư lại không muốn mua vào nhiều, thì điều này dẫn đến một cái điều là trong ngắn hạn có thể là chỉ cần một cái lực cung nhẹ thôi, bởi khi mà thiếu cầu chỉ cần một cái lực cung nhẹ thôi cũng đủ để đẩy giá cổ phiếu xuống. Nên mình cũng có thể lưu ý thêm với cổ phiếu này. Và cái mức chặn lãi hiện tại đối với STB mà em dành cho những khách hàng của mình là vùng giá tầm 22.6.
Và trong thực tế thì hiện tại giá là 22.75. Nếu mà nó thủng 22.6 thì hoàn toàn có thể cân nhắc mình hạ thị trọng 1/2, mình chốt lời ra với cổ phiếu này. Bởi hiện tại cái mức sinh lời của STB của em là cũng đâu đó tầm là em mua quanh giá vốn là tầm 18.x. À, thì mức sinh lời cũng tương đối rồi. Thì trong ngắn hạn có thể nó sẽ chịu một áp lực bán nhất định, thì mình có thể lưu ý thêm. À, đặc biệt là STB nó còn cái gap dài phía dưới nữa. Và cái gap này nó được mở ra mà cái nến này nó lại không có gì, nó không đủ khối lượng. Thì trong thực tế hoàn toàn có thể lắp lại gap này ở trong tương lai. Nên mình cũng có thể lưu ý thêm về cổ phiếu này. SHB. SHB thì sao câu chuyện là gì? Giảm sàn cuối phiên thì ngày hôm nay là một phiên sang điểm trở lại. Mà cái chúng ta cần lưu ý đây á là anh chị cần phải đặt ra câu hỏi cho em là họ đặt giảm sàn để làm gì? Có phải họ đặt giảm sàn để nhà đầu tư mua vào hay không? Nếu mà họ đặt giảm sàn để nhà đầu tư mua vào thì mục đích đó không phải là mục đích của tạo lập thị trường. Đó không phải là mục đích của đạo lái. Cái mà đạo lái muốn thứ nhất, nếu mà họ muốn phân phối ra thì họ sẽ đi, họ muốn phân phối ở những vùng giá nó tương đối cao. Ở từ đó là cao, tức là họ sẽ hình thành một cái vùng sideways ở bên trên và họ phân phối hàng ra. Khi đó họ sẽ muốn nhà đầu tư mua vào bằng cách là họ tạo tâm lý hưng phấn. Có lẽ khi mà họ để những cổ phiếu giảm sàn thế này thì hầu như nhà đầu tư họ đều bi quan về cổ phiếu. Nếu họ muốn nhà đầu tư bán ra thì ngày hôm nay lại là một cái nến rút chân, tức là một cái nến cho thấy là có lực cầu đỡ. Thì có phải họ đang muốn nhà đầu tư bán ra hay không? Và nhà đầu tư đã bán được bao nhiêu chưa khi khối lượng ngày hôm nay chỉ khoảng 25 triệu cổ thôi. Đó. Đó là cái mà chúng ta cần lưu ý. Và hiện tại thì OSB thì đó, SHB vẫn là cổ phiếu mà tính đầu cơ tương đối là cao. Nên khi mà chị tham gia thì cái điều quan trọng nhất, thứ nhất là đặt cho em một cái target nhất định khi mà tham gia các cái mã cổ phiếu này và tuân thủ cái target đó. Nếu mà đạt được những cái mốc đó thì mình có thể lưu ý là mình hạ thị trọng 1/2, 1/2 còn lại thì mình follow trend. Nếu mà giá cổ phiếu duy trì được trên trend tăng hay là trên những cái đường EMA 10, EMA 20 thì mình nắm giữ tiếp. Đó là xu hướng trong ngắn hạn đối với SHB. Thì mình lưu ý thêm cho em với cổ phiếu này. Nhìn chung thì giai đoạn vừa rồi thì liên tục tăng trần chỉ trong khoảng vài giây. Thì cái việc mà giảm sàn trong khoảng vài giây là điều bình thường, là điều bình thường. Cho đến khi nào mà chị thấy là đa phần nhà đầu tư cầm STB, SHB mà họ phải gì, họ bán cổ phiếu ra, thì đó mới là mục đích của đạo lái. Và đó cũng có thể là gì, một cái vùng đáy ngắn hạn của SHB. Còn chung thì hiện tại nó vẫn đinh sên và vẫn tùy thuộc đạo lái thôi. Không muốn trần là trần, không muốn sàn là sàn. Nên khi mình tham gia thì hầu như cái số phận của mình nó bị phụ thuộc khá là nhiều vào cái vai trò của đạo lái. Nên cái việc mà mình quản trị rồi cũng hết sức là quan trọng. Và cũng như là đặt cái mục tiêu, cái target cho mình. Đạt được thì mình sẽ gì, mình sẽ ưu tiên mình chốt lại đối với các cái mã cổ phiếu đó. Rồi đó là nhóm ngân hàng, bên cạnh đó là có Liên Việt. Là Liên Việt ngày hôm nay test hàng T cộng, ngày hôm qua test hàng T cộng, ngày hôm trước test hàng T cộng tương đối tốt rồi, nhưng mà hiện tại thì giá vẫn giữ ngang và chưa đủ lực để đi lên. Điểm tích cực của Liên Việt là cổ phiếu này nó khỏe so với thị trường, tức là hiện tại đang ở vùng đỉnh thời đại của nó. So với nhiều cổ phiếu khác thì nó vẫn là một cổ phiếu duy trì được cái đà tăng và yếu tố dòng tiền tham gia vào ngày đó ngày 1/3 vẫn là một phiên mà dòng tiền tham gia rất là tốt, thì đó là cái kỳ vọng trong ngắn hạn của mình đối với Liên Việt là vẫn còn. Nhưng mà xu hướng sắp tới có thể là hình thành một cái vùng sideways ngắn ở đây. Bên dưới là vùng giá tầm là 17 và bên trên vùng giá tầm là 17.9 tức là tầm 18. Thì có thể là giá vẫn dao động trong cái vùng biên đó, thì mình có thể lưu ý thêm cho em với cổ phiếu này. Đó là một số những cổ phiếu mà mình cần lưu ý ha. Rồi đó là về ngân hàng. Bên cạnh đó thì mình đánh giá qua một số những cổ phiếu khác ở trong nhóm chứng khoán như là SI nè. SI thì ngày hôm nay có mức tăng giá. SI thì trong ngắn hạn cũng được phụ thuộc vào cái kết quả kinh doanh ở trong quý 1, và theo được biết thì kết quả kinh doanh trong quý 1 của các công ty chứng khoán khá là cao. Đặc biệt là về cái nghiệp vụ tự doanh của họ. Khi mà giai đoạn vừa rồi thị trường chứng khoán tăng rất là tốt. Mà thị trường tăng tốt như thế thì cái lực lượng tự doanh cũng sẽ mang về một cái nguồn lợi nhuận nhất định cho công ty. Thì khi đó là giai đoạn vừa rồi thì hầu như cái kết quả kinh doanh ở trong quý 1 các công ty chứng khoán đều rất là tốt. Đó là lý do vì sao mà trong ngắn hạn thì nhiều cổ phiếu đã bứt phá lên rất là mạnh rồi. SI. Thì hiện tại SI vẫn đang nằm trong một chiếc hộp. Cái biên giai đoạn ở phía trên, biên dưới của nó là vùng giá tầm là 29.4 và biên trên nó là vùng giá tầm là 30, 35.5, và trong thực tế khi nào mình đã break kênh trên này, break được kênh tầm 35.5 này, nó sẽ xác nhận là dòng tiền thông minh nó tham gia và tốt hơn. Còn nhìn chung thì trong cái giai đoạn sideways vừa rồi cũng như là một cái mẫu hình ngắn á, nếu mà mình để ý kỹ thì nó cũng có một cái mẫu hình ngắn là mẫu hình gãy nền dũ ở đây. Nó làm một cái nền ngắn ở đây nè, sau đó là như thế nào, sau đó gãy nền xuống. Cái quá trình gãy nền xuống nó quan trọng nè. Gãy nền xuống để làm gì? Để rũ bỏ như chị nhà tư cá nhân thì có thể tiếp tục sideways trở lại. Đây, giữ giá lại sideways đây. Đó là cái trong ngắn hạn đối với cổ phiếu này. Đó chị thấy không? Đây, sideways, gãy nền dũ lại sideways. Thì khi mà nó xác nhận nó có cái nó rất cao lên, xác nhận bùng nổ lên thì đó là điểm mua phù hợp đối với anh chị đồng an toàn. Còn hiện tại chị đã có vị thế SI, có thể lưu ý thêm. Cân nhắc nếu mà giá giữ được trong vùng giá tầm 33 tới 34, 35 giữ trong cái vùng biên này thì có thể mua gom trước một phần, lấy vị thế và chờ xác nhận, chờ có nến break cao mà tham gia, mua gia tăng giai đoạn phía sau. Tiếp theo là HCM. HCM thì tiệm cận đỉnh cũ, thì khối lượng vùng này là tương đối và nhìn chung là đây là cái vùng kháng cự rất là mạnh của HCM. Thì kỳ vọng của em là hoàn toàn có thể là vượt được, bởi với cái động thái hiện tại về vấn đề là tăng vốn, về vấn đề là kết quả kinh doanh, thì cái dư địa tăng của HCM đối với em là không có.
là vẫn có so với các công ty chứng khoán khác, thì mức giá này vẫn là tương đối và có thể chờ những cái gì mà nó bùng phát khỏi, tức là bứt phá khỏi những cái vùng kháng cự đây, thì mình canh mình tham gia mua thêm thôi. Còn vị thác SM thì đối với em đã có những chỉ khách hàng hiện tại của em nắm giữ vị thác SM đa phần là quanh vùng giá tầm 28-29. Đó là cái ưu tiên của mình, bởi vì bản chất là mình hiểu được vậy, mình đã đánh giá về cái tầm nhìn thời điểm mà nó nâng vốn, và trong ngắn hạn thì mình vẫn kỳ vọng một kết quả kinh doanh ở trong quý 1. Đó là lý do vì sao mà hiện tại vẫn nắm giữ cổ phiếu này cho đến bây giờ. Đó là cái kỳ vọng thôi. Nhìn chung thì em thiên về việc là đánh cổ phiếu theo trend nhiều hơn, kết hợp cả cơ bản và kỹ thuật, và thường thì nó sẽ mang lại cái lợi nhuận tốt hơn cho mình. Nếu mà chỉ đánh T cộng, đánh trade đi lướt sóng ngắn hạn tầm 5 tới 7 ngày, mua là bán, rủi ro rất cao, và hầu như em chưa bao giờ nhìn thấy như chị đánh lướt sóng mà có thể là gì, có thể tìm kiếm tiền ở trên thị trường này. Bởi vì nếu mà uptrend thì không nói được, uptrend thì ai cũng là chuyên gia và uptrend thì nắm giữ mới kiếm được nhiều tiền thôi. Nhưng mà downtrend kìa, khi mà downtrend thì chị cứ mua bán liên tục như thế. Thứ nhất là về phí, cái thứ hai là về cái thiệt hại của chị, không quan sát được các cái mã cổ phiếu đó và chị đánh rất là ngắn, thì khi nó dẫn tới một cái điều là gì, là chị mua bán liên tục. Đó. Cái thứ ba là gì, là tâm lý của anh chị, lúc nào anh chị cũng phải trực chờ theo dõi bảng điện, là anh chị phải trực chờ xem là cổ phiếu tăng hay giảm, bán hay chưa, mua hay bán. Đó là những cái trạng thái sẽ khiến cho chị rất là mệt mỏi khi mà chị tham gia đầu tư. Thì chị lưu ý ha, VND thì ngày hôm nay chịu một cái lực bán rất là lớn, lên tới 16,5 triệu cổ, và trong thực tế cái nến này lớn hơn cả cái nến ngày hôm 28 tháng 1 là cái nến 10 triệu cổ. Đó là cái nến gom hàng mà em nói, thì khả năng cao VND sắp tới trong ngắn hạn vẫn còn chịu một cái lực bán nữa. Ngày hôm nay chủ yếu mở gap ra thì lượng bán đối với em thì chủ yếu đến từ phía nhà tư cá nhân. Nhà tư cá nhân họ bán là chủ yếu, nên trong ngắn hạn thì cổ phiếu này có thể sẽ chịu một gap điều chỉnh và chúng ta phải chờ những cái vùng cân bằng để mà tham gia. Còn trong dài hạn hơn thì có thể vẫn còn xu hướng tăng, là vẫn tiếp diễn thôi. Nhưng mà với cái nến bán này thì tương đối xấu, từ đó là xấu với cái lực bán rất là lớn. Không thể tự nhiên mà họ tạo một cái nến lên tới là 16 triệu cổ thế này thôi. Đó là một cái bán cho thấy, một cái nến cho thấy là cái lực bán rất là mạnh. Thì mình cũng có thể lưu ý thêm với cổ phiếu này. VND là một cổ phiếu mình cũng đã có vị thế ở vùng giá tầm 29 rồi. Đó là một vị thế cũng tương đối tốt. Thì mình có thể cân nhắc mình chờ thêm, mình theo dõi qua những cái vùng này xem như thế nào, vận động thế nào, mà chờ những cái vùng cân bằng trở lại mình có thể canh cover hàng cũng được. Còn trong ngắn hạn chắc chắn là sẽ còn chỉnh, nên nếu chờ trading có thể là cân nhắc mình hạ tỷ trọng 1/2 với các cái mã cổ phiếu này, để mình thực hiện hóa cái lợi nhuận của mình, cũng như là mình phòng trừ rủi ro là thị trường có thể xuất hiện một cái nhịp chỉnh nó đi xa hơn, bắt test lại đâu đó tầm 200 điểm, thì đó cũng là một cái vùng mà tương đối rồi. Tiếp theo là với một cổ phiếu khác ở trong nhóm chứng khoán là SAS này. SAS thì hiện tại phiên ngày hôm nay test thì cộng nhưng mà lực bán khá là mạnh. SAS thì cái đặc điểm chung của nó là cái dòng tiền hiện tại vẫn nằm trong cổ phiếu này, và đối với em thì dòng tiền nó rất là tốt, khá là tốt. Nhưng mà có cái đặc điểm, có điều mà em không thích lắm ở cổ phiếu này là cái nến ngày hôm 1 tháng 4 là cái nến mà khối lượng rất là cao, lên tới 23,7 triệu cổ, tức là gấp 3 trung bình 20 phiên. Nhưng mà đáng lý ra nếu mà theo yếu tố cung cầu thì hình dung là một cái nến đóng cửa cao nhất ngày và có mức mua dư trần, thì cái nến ngày hôm sau phải là một cái nến tăng. Thông thường như thế, bên cái đó thể hiện là lực cầu rất là mạnh, lực cầu áp đảo hay là lực cung, và thậm chí là dư mua trần. Dư mua trần tức là người ta chấp nhận mua với giá trần cổ phiếu này. Và khi mà chị thấy là những giai đoạn phía sau này, khi mà cái nến ngày hôm sau mở ra thì nó không thể hiện được cái yếu tố đó, nó không thể hiện được cái việc mà lực cầu đang áp đảo lực cung, thì trong ngắn hạn nó phải test lại cái lực cung rồi. Nó phải test lại cái lực cung rồi. Nên chị nắm giữ cổ phiếu này thì lưu ý cho em mức hỗ trợ hiện tại ngắn hạn là vùng giá tầm 30, và khi mà chị có hàng thì có thể nâng cái mức chặn lại ở đây, nếu mà thủ vùng giá này thì mình chốt ra. Mình chốt lời cổ phiếu này ra và mình chờ mình tham gia những cái vòng ở phía sau. Trong ngắn hạn thì nó vẫn chưa có đủ động lực để có thể bứt phá lên trên khi mà cái lực cung còn tương đối thế này. Khi mà cái lực cung ở vùng giá cao là còn tương đối thì mình có thể lưu ý thêm. Chung thì bản chất của họ là gì? Họ vẫn là mua gom thôi. Họ vẫn là muốn đánh cổ phiếu về những cái vùng giá thấp hơn để họ mua gom thôi. Nên hoàn toàn là họ muốn như cái nhịp này nè, là như anh chị nhà tư cá nhân á, như chị mua đu đỉnh phiên này nè. Như anh chị thép rách đỉnh nè, ngày hôm 4/2 tháng 4 nè, lao vào mua, anh chị nhà tư cá nhân lao vào mua thì dưới nè, tới 3 hàng về chị sẽ lỗ. Đấy, bây giờ tới 1 rồi, tới 2, tới 3, khả năng ngày mai chị vẫn bán lỗ khi mà chị mua những phim breakout này. Tức là rủi ro của những chị bị FOMO ấy. Bị FOMO thì rủi ro rất là cao. Đó là một số cổ phiếu chứng khoán. Bên cạnh đó thì một số cổ phiếu trong nhóm VN30 như MWG thì hiện tại vẫn đang test hàng T cộng lại thôi. Ngày hôm nay thì vẫn là một phiên mà cho thấy là cái lực cung tương đối khi mà đóng nến thấp nhất ngày. Thấp nhất ngày với cái đuôi nến ở phía trên kèm khối lượng ở mức cao 1 triệu cổ, tức là gấp đó cũng là hơn gần 1/2, ở gần 2 lần trung bình 20 phiên. Thì với cái lực bán thế này thì trong ngắn hạn hoàn toàn là MWG có một cái gì back test lại vùng hỗ trợ là tầm giá 171.8. Đó là cái vùng mà nó có cái đường trendline tăng giá trước đó mà nó break qua, cũng như là cái đường hội tụ giữa hai điểm MA10 và MA20. BNC thì phiên ngày mai là phiên T3 hàng về. Mình chờ xem phiên ngày mai vận động giá thế nào. BNC thì cái mẫu hình của nó trong ngắn hạn là mô hình VCB. Tức là cái đáy và đỉnh của nó liên tục thu hẹp dần về những cái vùng biên ở phía sau, và nó có cái nến break cao. Là cái nến ngày hôm 5 tháng 4 thì cái nến rất cao này về khối lượng là tương đối đạt, rất là đạt về khối lượng, và nhìn chung thì đó là một cái phiên bùng nổ tốt, thì mình có thể chờ những cái quá trình vận động giá phía sau này. Nếu mà kiểm tra lực cung tốt thì mình có thể kỳ vọng là cổ phiếu sẽ còn tiếp tục tăng được.
Hồi đó giá BNB Chain là một cổ phiếu rất là khỏe, rất là khỏe so với nhóm ngành khác. À, cái điểm khỏe của BNB Chain là gì? Là lúc mà thị trường rơi thì BNB không giảm. Cái pha mà thị trường rơi thì BNB nó không rơi mà nó vẫn duy trì sideways. À, đó là cái điểm mà cho thấy BNB rất là khỏe so với các một cổ phiếu khác. Hay là cái quá trình mà thị trường rơi rất là sâu ở đây này thì BNB nó cũng rơi ít hơn thị trường, thậm chí là nó gì? Cái vùng đáy của nó không chênh lệch quá nhiều so với vùng đỉnh của nó luôn. Đó là cái trạng thái mà đánh giá rất là cao với cổ phiếu này, tức là vẫn có một cái lực cầu âm thầm đỡ giá ở với cổ phiếu. Thì mình để ý thêm cho em với BNC cũng được, mình chờ mình tham gia nếu mà test lại hàng tay cộng tốt thì kỳ vọng ngắn hạn là kết quả kinh doanh là trong quý 1 này. À, bên cạnh đó nhiều cổ phiếu khác như là BVH nè, ngày hôm nay thì cũng có lực tăng. À, mình chưa BVH như em nói rồi, nó cần có một cái nến break cao hoàn toàn lên vùng giá là tầm tầm 62.5 cho đến 63. Khi mà nó có nến break cao như thế thì nó mới xác nhận dòng tiền tham gia vào, thì mình đánh giá rất là cao. À, bởi vì hiện tại đa phần các cái mã cổ phiếu blue chip ấy, thì nó vẫn đang chờ yếu tố dòng tiền tham gia thôi. Cái điểm tích cực của BVH là cái nến ngày hôm 19 tháng 3 là cái nến có sự tham gia của quỹ ETF cũng như là có sự tham gia từ dòng tiền, thì mình vẫn kỳ vọng cái nến này sẽ là một cái nến mang lại yếu tố tích cực. Tức là không thể đột nhiên mà có cái nến dài thế này, cao thế này trong một cái vùng giá thế này, và vùng giá là vùng giá tương đối thấp, thì ở những cái vùng giá thấp mà xuất hiện khối lượng cao thì em đánh giá rất là cao. Bởi vì bản chất là nhà đầu tư, đa phần nhà đầu tư cá nhân, ở đa phần nhà đầu tư cá nhân thì họ sẽ không thể nào tạo được một cái nến như thế, và đó là sự tham gia của tổ chức. Và nếu mà tổ chức họ tham gia thì họ sẽ cũng muốn lựa chọn là tham gia ở những vùng giá thấp để họ bán được những cái vùng giá cao, bởi vì đơn giản là họ cũng là mua thấp bán cao thôi. Ở đây mình cũng lưu ý thêm cho em cái cổ phiếu này. Bên cạnh đó là RE nè. Trong nhóm VN30 thì hiện tại có RE tôi nói là chặt, tức là cái vùng hỗ trợ phía dưới tôi nói là cứng. Hầu như thì cái lượng cung cũng ở mức cạn rồi, thì khả năng trong sắp tới, trong ngắn hạn thì RE có thể là một cổ phiếu nó chờ những dịp bùng nổ phía sau. Và mẫu hình hiện tại của RE là mẫu hình tam giác, cái tam giác giảm, là cái nêm giảm xuống đó. Thì đây là một cổ phiếu mình cũng có thể lưu ý thêm ở trong nhóm VN30 luôn. TB nè. TB thì đang trong quá trình hình thành lại cái vùng nền đó thôi. Ngại ngân hàng mình quên đánh giá TB, nhưng mà trong thực tế thì TB nó cũng có mô hình gãy đền dũ ấy. Xây nền, gãy nền xuống rồi bắt đầu gì, xây nền lại. Thì bản chất cũng như là mục tiêu của những cái vùng gãy nền thế này là những cái vùng mà để đổ bỏ. Các anh chị nhà đầu tư cá nhân thôi, khi mà những anh chị nào mà thấy những cái vùng hỗ trợ bị thủng xuống chị bán ra, thì đó là cái mục tiêu của họ để họ loại bỏ những chị nhà đầu tư cá nhân đó. Rồi, đó là một số những cổ phiếu ở trong nhóm VN30, một số những cổ phiếu ở trong cái nhóm ngành, và đối với em là nó mang tính chất đại diện, là tiêu biểu. Hy vọng là chị tham gia cũng có thêm một góc nhìn về yếu tố dòng tiền, về thị trường, để có thể là gì, chúng ta tham chiếu vào danh mục của mình, để từ đó mình có thể đưa ra những quyết định đầu tư nó mang tính chất là tốt hơn. Hiện tại thì anh chị nào mà đang có nhu cầu mong muốn là có thể đồng hành cùng em ở trong room khách hàng để nhận được những khuyến nghị về điểm mua điểm bán cổ phiếu, thì chị có thể kết bạn Zalo với em ở trong cái phần thông tin ở phía bên dưới phần mô tả video á. Anh chị kết bạn Zalo với em thông qua số điện thoại, hoặc là chị mình điền thông tin vào cái đường link form ở đó, ở bên dưới đó, thì sau đó sẽ có bạn hỗ trợ chị mình để tham gia vào được khách hàng của em. Đó là cái vinh dự của em được phục vụ cũng như là được hỗ trợ chúng ta cùng đồng hành cùng nhau ở trên thị trường này. Rất là cảm ơn chị theo dõi video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp. Chúc anh chị buổi tối tốt lành và đầu tư thành công hơn. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị.